chào các bạn, ngày hôm nay thì Như sẽ review cho các bạn một cái sản phẩm mới, đó là sản phẩm Diet Whey Isolate 90 của nhà The Protein Works. Thì thật ra cái thương hiệu The Protein Works này là một thương hiệu đến từ Anh Quốc và rất là nổi tiếng trong ngành thực phẩm bổ sung dinh dưỡng thể thao tại Anh. Và ngày hôm nay thì Như muốn chia sẻ cho các bạn sản phẩm này cũng như là một cái sự so sánh của nó với sản phẩm My Protein, cũng là một thương hiệu sản phẩm My Protein, sản phẩm protein ở từ Anh Quốc, nhưng mà hai sản phẩm này nó sẽ khác nhau ở cái đặc điểm nào nha. Thì đầu tiên nói về bao bì của sản phẩm thì các bạn có thể thấy cái sản phẩm này nó có bao bì ở dạng túi và ở trên này thì nó có một cái đường zip nè, thì nó giúp mình bảo quản sản phẩm tốt hơn, đồng thời nó hỗ trợ là sẽ giúp bạn tiết kiệm hơn về chi phí thay vì các bạn mua các sản phẩm protein ở trong dạng hộp. Về bao bì thì thiết kế của nó thật sự khá là bắt mắt, đó là có hai tông màu là màu đen và màu cam, và nhìn vô thì nó cũng sẽ có bị dơ hơn so với cái sản phẩm của My Protein. Nói về cái thành phần dinh dưỡng của sản phẩm My Protein này thì Như sẽ luôn luôn có hai yếu tố mà Như luôn quan tâm. Thứ nhất là về lượng protein và thứ hai là nguồn protein. Về nguồn protein thì sản phẩm này là sản phẩm protein tinh khiết isolate, cho nên là sẽ rất là an toàn với các bạn là có bị dị ứng lacto hay là không quen uống sữa thì có thể sử dụng sản phẩm này được. Còn cái thứ hai đó là về lượng protein, thì một sản phẩm này một serving của nó 25g thì nó đã có tới 23g là protein rồi. So về cái hàm lượng thì thật sự nó khá là cao trong một serving. Và cái đó là về nguồn cái lượng protein và cũng như là cái nguồn protein thì các bạn có thể thấy là nó khá là chất lượng rồi đó. Còn cái tiếp theo Như muốn so sánh cho các bạn nữa chính là cái công nghệ để xử lý cái protein này. Đây cũng là một cái thế mạnh của thương hiệu The Protein Works, đó là nó sử dụng công nghệ vi lọc và không qua xử lý nhiệt nhằm đảm bảo được cái độ nguyên vẹn của sản phẩm protein này. Đồng thời điểm mà Như thích nhất ở đây á, chính là nhờ cái công nghệ này mà cái khả năng mà nó hòa trộn protein nó tạo cái độ kết cấu, cái độ mịn của protein cao hơn. Vì vậy khi mà các bạn pha, các bạn sử dụng á, các bạn sẽ thấy cái khả năng mà nó hòa tan á, cao rất là nhiều so với các sản phẩm mà protein thông thường. Và có một cái cuối cùng nữa mà chắc chắn mà Như không thể bỏ qua, đó chính là mùi vị của protein. Vì Như tin rằng á, khi các bạn uống protein mỗi ngày á, thì nếu mà mình chỉ uống vài một vị thì sẽ rất là dễ bị ngán đúng không nào. Và cái sản phẩm này thì nó có tới 5 mùi vị để cho mình dễ dàng lựa chọn, gồm có vị sô-cô-la, sô-cô-la bạc hà, vị táo quế, vị camber và vị anh đào. Thì các bạn có thể thấy là có ba cái mùi vị ở cuối mà Như vừa nhắc tới đó, thì hầu như nghe nó khá là lạ và Như cũng chưa từng thấy cái sản phẩm protein nào trước đây Như sử dụng mà nó có những mùi vị này cả. Vì vậy đây là những cái vị mà nếu mà các bạn đã quá quen thuộc với những mùi như sô cô la, vani hay là dâu thông thường rồi thì có thể thử sử dụng ba cái mùi vị mới này nha. Thì đó là cái khái quát qua về sản phẩm và thành phần ở bên trong. Còn nói về giá cả thì thật sự Như thấy so với về cái chất lượng của sản phẩm này và với cái giá cả của nó thì thật sự nó khá là kinh tế, bởi vì tính ra một serving sản phẩm này chỉ có 20.500 thôi thì nó rẻ hơn rất là nhiều so với các dòng sản phẩm protein khác. Tuy nhiên cái hàm lượng dinh dưỡng thì thật sự nó vẫn là đảm bảo cái nguồn protein rất là chất lượng cho mọi người, cho nên Như tin là với những cái phần review của Như vừa rồi thì giúp phần nào giúp các bạn có thể có một cái nhìn sâu hơn về sản phẩm này. Và nếu mà các bạn đã từng trải nghiệm qua sản phẩm này hoặc là có những cái thắc mắc nào đó thì các bạn có thể comment ngay bộ bên dưới để Như hỗ trợ trả lời cho các bạn cũng như là chia sẻ thêm những bạn mới biết về cái sản phẩm này nha. Cảm ơn tất cả các bạn và mong các bạn sẽ tiếp tục follow kênh YouTube của iFitness để xem những cái video mới sắp tới của Như nhé. Tạm biệt các bạn.